Ok, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay về bản tin cập nhật thị trường nha. Thì mình tên là Minh Khang, mình đến từ Coin68. Thì ngày hôm nay ở trong video này mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em những tin tức mới nhất về thị trường đã diễn biến trong vài ngày qua nó như thế nào. Ok, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Và mình chắc chắn một điều là trong tuần này thì mọi tâm điểm sẽ đổ dồn vào Bitcoin mà thôi. Tại vì là sao? Tại vì là trong tuần này và vào ngày 18 tháng 7 thì có một tin tức khá là quan trọng mà mình muốn đưa đến một cái nhìn nhận tổng quan nhất cho anh em. Đó chính là sự kiện ngày 18 tháng 7 khi mà Rayscale họ unlock một số lượng GBTC lớn nhất trong năm nay. Vậy thì cái sự kiện này nó là gì? Thì thứ nhất mình xin giới thiệu cho anh em đó chính là về cái quỹ Rayscale Bitcoin Trust của nhà quản lý tài sản tiền mã hóa Rayscale. Thì cái quỹ này á thì nó là một cái quỹ đầu tư gián tiếp vào Bitcoin dành cho các nhà tổ chức đầu tư lớn. Và cái thông tin mình muốn mang đến cho anh em đầu tiên chính là cái minimal investment requirement này. Tức là các nhà đầu tư khi mà họ muốn đầu tư vào một cái quỹ này á thì cái mức đầu tư tối thiểu của họ là phải đạt 50.000 đô la. Đó. Và cái giá của nó thì anh em có thể thấy rằng là đối với một GBTC thì nó không phải tương đương với một Bitcoin ở trên thị trường, mà nó chỉ tương đương với 0,0094 giá của Bitcoin đang giao dịch ở trên thị trường mà thôi. Đó, vì vậy đây là một cái con số rất là nhỏ, nhưng mà nó là thu hút một cái lượng đầu tư từ các tổ chức rất là lớn. Vậy thì tại sao sự kiện này nó lại quan trọng đến như vậy? Thứ nhất mình muốn mang đến cho anh em chính là về cái phí. Đây, cái phí này người ta gọi là cái phí premium của Bitcoin, của cái quỹ GBTC này. Thì cái phí này á, hiện tại thì nó đang chạm ở mức âm. Và mình nói rõ hơn một tí ở cái điểm này, tức là khi mà cái phí này á, nó ở mức dương, tức là các nhà đầu tư họ mua vào, họ đang có lợi nhuận. Đó, nhưng mà khi mà nó đi vào mức âm như vậy, tức là họ đang chấp nhận thua lỗ với cái giá đầu tiên họ mua vào. Vì vậy nó nhiều người hoài nghi rằng là cái đợt unlock vào ngày 18 tháng 7 lần này. Đó, cái đợt unlock vào ngày 18 tháng 7 lần này nó lên tới khoảng là 16.000, tương đương với giá trị ở ngoài là khoảng 16.000 Bitcoin lận. Thì sẽ có một cái nhịp xả rất là mạnh từ các nhà đầu tư, và từ đó giá Bitcoin sẽ bị đạp xuống rất là sâu. Và điều này nó có đúng hay không? Thì mình xin nói rõ một tí ở đây, tức là những đợt unlock của Rayscale Bitcoin Trust hoặc là GBTC, thì khi mà họ unlock như vậy thì họ chỉ giao dịch ở trên một cái thị trường GBTC với nhau thôi, chứ hoàn toàn không được quy đổi ngược lại với Bitcoin hoặc là USD. Tại vì các nhà đầu tư họ muốn mua GBTC từ Rayscale thì họ phải mua từ USD hoặc là họ phải mua từ Bitcoin. Tức là họ dùng Bitcoin của họ hoặc họ dùng USD của họ để họ mua cái cổ phiếu GBTC này. Nhưng khi GBTC được unlock ra thì những cổ phiếu GBTC chỉ được giao dịch ở trong cái phạm vi là cổ phiếu với nhau giữa các nhà đầu tư thôi, chứ không được quy đổi ra đô la hoặc là không được quy đổi ra Bitcoin. Vì vậy sẽ không ảnh hưởng tới thị trường giao dịch của USD hoặc là giao dịch Bitcoin. Đó, đó là một cái điểm mà mình muốn làm rõ cho các bạn ngày hôm nay. Và cũng làm rõ cho nhiều người họ đang hiểu lầm rằng là khi mà GBTC unlock thì sẽ lấy cái số lượng unlock đó quy đổi ra Bitcoin rồi đem Bitcoin ra thị trường để mà xả, thì cái vấn đề là một vấn đề không có nha. Chỉ hoàn toàn giao dịch ở trong phạm vi GBTC, cổ phiếu của các nhà đầu tư với nhau mà thôi. Đó, vậy thì có hai lý do, có ba lý do chứ, có ba lý do chính mà mình muốn chia sẻ với anh em rằng là tại sao đợt unlock này nó lại ảnh hưởng như thế nào tới Bitcoin. Thì cái lý do đầu tiên mà mình muốn đưa ra, tức là hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều nhà đầu tư họ đang trực chờ một cái vùng giá rất là tốt để họ mua Bitcoin. Đó, hoặc những nhà đầu tư tổ chức lớn họ đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Bitcoin thông qua các quỹ ETF, Bitcoin ETF. Thì như anh em cũng đã biết thì các quỹ Bitcoin ETF từ đầu năm kéo dài đến bây giờ á thì vẫn chưa được Hoa Kỳ chấp nhận. Vì vậy họ họ phải tìm một cái đường khác, như là một cái trường hợp điển hình mình nhớ rằng là Galaxy Digital họ không được chấp thuận tại Hoa Kỳ nên họ phải tìm đường sang 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 Canada.
Thì cái điều này nó chứng minh một cái điều rằng là rất nhiều ông lớn đang chực chờ một cái vùng đất màu mỡ ở ETF đó, và cái vùng đất này nó vẫn đang còn rất là phát triển và nó mang lại nhiều tiềm năng lớn trong tương lai. Vì thế nên các quỹ đầu tư họ mới hoạt động mạnh như vậy, và điều này nó sẽ gây ra một cái áp lực rất là lớn đối với Grayscale. Chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi rằng là nếu mà các quỹ ETF được SEC, tức là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chấp nhận, thì nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn hơn, đúng không? Nhà đầu tư sẽ chọn một cái hình thức gián tiếp vào ETF và nhiều hình thức khác. Vì vậy nên Grayscale Bitcoin Trust nó cũng mang hình thức cổ phiếu như vậy. Vậy thì nó có bị gây áp lực lớn hay không? Thì đó là một cái nghi vấn chúng ta phải đặt ra. Và mình có một minh chứng cho anh em. Tức là đây, theo một cái theo Bloomberg thì đây là những quỹ ETF đang được xét phê duyệt nhưng đã delay kéo dài rất là lâu rồi. Và đây chỉ là một cái con số rất là nhỏ cập nhật gần đây thôi. Và hình ảnh mình muốn đưa cho anh em đây, anh em thấy không? Nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều những công ty lớn họ đăng ký vào cái quỹ Bitcoin ETF, nhưng thực sự là câu trả lời của SEC đến bây giờ vẫn là không. Đó. Thì cái điều này nó gây ra một cái áp lực rất là lớn đối với Grayscale và đối với các nhà đầu tư. Vậy nếu các nhà đầu vậy nếu được unlock này, khi mà các nhà đầu tư họ giao dịch ở trên một cái thị trường GBTC với nhau, mà nếu họ xả đi, ví dụ họ xả đi, thì mình tin rằng sẽ có rất nhiều cá mập, cá voi, cá con ở dưới trực chờ để mà mua một cái giá tốt hơn giá khi mà họ đầu tư trực tiếp vào GBTC. Vấn đề này anh em hiểu, vấn đề này anh em có nắm rõ không ạ? Ví dụ như nếu các nhà đầu tư trước đây họ mua GBTC ở một mức giá là 0.09 giống như hồi nãy mình nói, và bây giờ họ đang chấp nhận chịu lỗ, và cái mức lỗ là từ 8, mình nhớ là từ 8-9% theo dữ liệu của Glassnode họ đưa ra vào tầm khoảng 3 ngày trước. Đó, thì khi bây giờ họ chịu lỗ mà nếu họ xả như vậy thì ở dưới chắc chắn sẽ còn rất nhiều những nhà đầu tư lớn họ mua với một mức giá rẻ hơn, một mức giá ưu tiên hơn, một mức giá chiết khấu hơn. Đó là một cơ hội rất tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang hứng ở đấy. Và một lý do thứ hai mình muốn đưa ra cho anh em, tức là theo lịch sử đã chứng minh là cứ sau mỗi đợt GBTC được Grayscale unlock như vậy thì giá của Bitcoin sẽ trả về cho chúng ta một cái tín hiệu rằng là tôi phản ứng rất là mạnh mẽ với sự kiện này và đều tăng trưởng. Và ở đây mình đã thiết lập một cái mind map để cho anh em có thể dễ dàng theo dõi. Đây, ok, để mình thu nhỏ cái màn hình lại để cho anh em dễ dàng theo dõi nha. Ok, đây, anh em có thể thấy không ạ? Đây, vào từ khoảng tháng 1 và tháng 3, Grayscale đã thực hiện những cái hành động như thế này đây. Đầu tiên là mở màn một việc huy động 700 triệu USD, một mức lớn nhất trong lịch sử mà Grayscale từng huy động. Và sau đó hàng loạt ông lớn nhảy vào như là Miller, Opportunity Trust hay là Digital Currency Group đầu tư rất nhiều vào Grayscale Bitcoin Trust. Và ngay cả chính bản thân Grayscale cũng đã thực hiện những cái hành động mạnh mẽ vào thời điểm này, như là mua đến 53.000 Ethereum trong vòng 1 ngày nha anh em, trong vòng 1 ngày. Và ngay cả trong tháng 2 thì Grayscale cũng đã nâng cái mức tổng số Litecoin khai thác của mình khi họ mua đến 80% Litecoin được khai thác trong tháng 3 đó. Và về khía cạnh altcoin thì sao, Grayscale cũng đã thực hiện hành động khi mà họ bổ sung 5 mã altcoin và các quỹ của họ như là Badling, Manafield and LBT, và sau đó họ cứng thêm 23 altcoin mới đó. Và anh em thấy rằng là nếu mà chúng ta nhìn trên biểu đồ tháng của Bitcoin trong vòng những cái dữ liệu mình đưa ra từ tháng 1 tới tháng 3, đây tháng 1 anh em có thể thấy rằng là từ khoảng 57.000 đô xuống 31.000 đô, đúng không? Đây, vào tháng 3 cũng tương tự như vậy. Và nếu chúng ta ước lượng giá trị của cái nhịp giảm vào 2 tháng gần đây thì nó cũng tương tự như vậy thôi đó. Và cái đợt sụt giảm lớn nhất chúng ta phải gánh chịu vào ngày 19 tháng 5 khi mà từ 60.000 đô đó xuống còn 30.000 đô là chia 2, đúng không? Thì chúng ta đang hoài nghi rằng là liệu các ông lớn như Grayscale tại sao không hành động, vì vào thời điểm đó những Grayscale, những Micro Strategy thì họ đều ít có động thái. Nhưng các anh em có thể thấy rằng một điểm tương đồng rằng là trước khi những đợt unlock thì họ sẽ bắt đầu có những cái động thái từ nhẹ nhẹ đến mạnh mẽ hơn. Và đây là chứng minh điều đó khi mà vào ngày 3 tháng 5 đây, DGC lại tiếp tục mua thêm 557 triệu cổ phiếu của Bitcoin của Grayscale. Và sau đợt sụt giảm này, tại sao chúng ta phải đặt một cái câu hỏi tại sao rằng là trước đây đợt sụt giảm và trước đợt unlock, tại sao Grayscale không cập nhật, không tung ra những cái tin tức rằng là
tôi đang bắt đầu hành động và bắt đầu dịch chuyển, mà đến bây giờ chúng ta mới bắt đầu nhận thấy rằng là những tin tức đến từ Rayscale nó mới dần dần nó mạnh mẽ đến như vậy, khi mà họ tiếp tục họ bổ sung 13 altcoin mới mà đó. Và trong các altcoin đó thì mình bất ngờ nhất với Cardano. Đây, họ đã bổ sung một cái số lượng lớn Cardano vào cái quỹ được cho là lớn nhất của họ, chính là Rayscale Digital Asset đó. Và chỉ trong một tuần sau thôi, sau khi họ bổ sung Cardano thì họ lại thì cái quỹ này nó đã trở thành một công ty báo cáo của SEC đó. Anh em có cảm nhận được cái nhịp đập khi mà họ dần dần họ thực hiện những cái hành động nó đầu tư quyết liệt hơn cho cái sự kiện sắp tới của họ hay không, và họ đang dần dần tiến vào một cái pháp lý để tuân theo những cái quy định để hợp pháp hóa và cho những cái sự phát triển dễ dàng hơn trong tương lai, khi họ khi cái quỹ này được cho là một cái quỹ gần như là lớn nhất của Rayscale thì đã trở thành một một cái công ty báo cáo của SEC. Trở thành một công ty báo cáo tức là sao? Tức là họ phải tuân thủ những luật lệ của SEC, họ phải báo cáo những cái chi tiêu, những cái dòng vốn và báo cáo những cái chi tiết cụ thể đối với SEC đó. Và ngay trong sáng nay thôi thì ngân hàng BNY Mellon, tức là đây là một cái ngân hàng gần như là lâu đời nhất của Hoa Kỳ, thì họ sẽ sẵn sàng họ cung cấp một cái dịch vụ tài sản, một cái quỹ ETF cho Rayscale đó. Vậy thì trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 3, trước khi Bitcoin tăng trưởng mạnh mẽ lên và đạt mức đỉnh vào 60 gần 65.000 đô, thì anh em có thể thấy rằng là Rayscale cũng đã thực hiện những cái hành động tương tự như vậy. Và những đợt unlock đây và những đợt unlock trong khoảng 3 tháng trước đó thì nó cũng rất là cao. Đây. Và vào thời điểm này Rayscale lại thực hiện những cái hành động tương tự như vậy và bổ sung thêm là những hành động dần dần hợp pháp hóa vào vấn đề pháp lý. Và đợt unlock này là đợt unlock lớn nhất trong lịch sử. Đó. Vậy thì anh em có cảm thấy một cái điểm tương đồng nhất định hay không? Đó là lý do thứ hai. Còn lý do thứ ba mình muốn đưa đưa tới em tức là về tỷ lệ long short. Tức là hiện tại trên bây giờ trên thị trường á thì tỷ lệ các nhà đầu tư short, tức là các nhà đầu tư họ đang muốn theo chiều hướng giảm giá, họ đang chiếm ưu thế hơn long đó. Và từ cái tỷ lệ này thì mình muốn đưa ra một cái nhận định rằng là các nhà đầu tư khi họ đầu tư vào cái quỹ GBTC, cái quỹ GBTC của Rayscale, thì vì họ là cá mập mà họ là nhà đầu tư tổ chức lớn, mà họ không giống như những nhà đầu tư lẻ như anh em mình đó, cái lượng vốn họ đổ vào rất là lớn, vì thế cái vấn đề vay mượn và đòn bẩy chắc chắn sẽ xảy ra đó. Và họ sẽ mong, và khi mà cái tỷ lệ này nó cho anh em thấy là tỷ lệ short này rất là lớn, thì họ đang thực hiện một cái vấn đề gọi là quản trị rủi ro. Và cái vấn đề short này nó sẽ đưa đến cho chúng ta, tức là short khi mà có ưu thế hơn long thì sẽ thúc đẩy nguồn mua rất là lớn, tại vì áp lực ở trên giảm xuống như vậy thì ở dưới sẽ đẩy lên rất là cao. Nhưng em cũng đã biết khi mà tỷ lệ mà nó chênh lệch như vậy, những người mà chơi future á, mình nghĩ là chắc chắn sẽ nắm được cái này đó. Khi mà tỷ lệ càng cao thì nó sẽ thường đẩy ngược lại đó, người ta hay gọi là short squeeze đấy anh em đó. Và đây là cái lý do thứ ba mà mình muốn đưa tới anh em là tại sao cái sự kiện Rayscale unlock sắp tới nó sẽ ít gây biến động đối với thị trường của Bitcoin và đối với việc di chuyển giá của Bitcoin. Và dựa vào dữ kiện lịch sử thì thường sau những đợt unlock của Rayscale thì Bitcoin thường thường có một cái xu hướng di chuyển lành mạnh hơn trong tăng giá đó. Và một cái điều mà mình muốn chia sẻ tiếp tức là về việc USDC đây sẽ lên sàn chứng khoán thông qua SPAC đó. Nó lại liên quan tới vấn đề hồi nãy mình nói tới em, là tại sao SEC lại không chấp nhận Bitcoin ETF mà lại chấp nhận cho USDC lên sàn chứng khoán, đúng không? Mà USDC cũng là crypto. Mà khi lên sàn chứng khoán thì các nhà đầu tư có thể được giao dịch, có thể được tiếp xúc với crypto một cách gián tiếp thông qua cổ phiếu của nó. Vậy thì tại sao SEC lại như vậy? Đó, mình phải đặt một cái câu hỏi như vậy. Và một cái tin cuối cùng mình muốn đưa đến cho anh em tức là về Axie Infinity. Đây, một altcoin NFT, một đại diện rất là tự hào đến từ Việt Nam. Thì tuần trước mình có đã cập nhật một cái thông tin này rồi, khi mà AXS đã tăng đến 14, 15 đô. Nhưng mà thực sự đến bây giờ thì cái cơn lốc tăng trưởng vẫn chưa thực sự ngừng lại anh em, khi mà
bây giờ AES vẫn đang tiếp tục tăng và ngày hôm qua đã đạt đỉnh tới khoảng là 22 đô rồi. Một niềm tự hào rất là lớn mình muốn đưa đến cho anh em, tức là kênh VTV đó, VTV thực sự đã đưa tin về AES như một một sản phẩm, một thành tựu chính thống của người Việt Nam đó trên toàn thế giới, và đây cũng là một cái niềm tự hào rất là lớn đối với Việt Nam. Tại vì như anh em đã biết thì trước đây thì đối với blockchain, đối với crypto thì Việt Nam chúng ta luôn có một cái nhìn rất là nghiêm ngặt về cái vấn đề này. Khi mà tăng giá thì những cái trang báo chính thống họ đưa rằng là đây chính là tiền mã hóa crypto, nhưng sau đó thì họ lại cho rằng đó là tiền ảo, tiền lừa đảo khi mà chúng ta bước vào một cái chu kỳ gọi là chu kỳ giảm giá, một chu kỳ điều chỉnh mạnh chẳng hạn. Thì mới đây thì do một cái sự tăng trưởng rất rất là đột phá và do một cái sự phát triển rất là rộng lớn như vậy thì BTV đã chính thống đưa AXS vào trang báo chính thống nha anh em. Đây, và làm hẳn một cái video clip về AXS, thì đây là một cái thông tin rất là tốt đối với thị trường crypto nói chung và đối với niềm tự hào của Việt Nam nói riêng. Và cuối cùng thì mình muốn đưa đến cho em một thông tin, tức là do sự tăng trưởng mạnh mẽ của AES nên là đội Coin 68 sẽ thực hiện một cái buổi livestream tương tác với anh Trung Quyển, co-founder và CEO của AES. Anh em hãy nhớ đón xem để mình có thể được giao lưu với người đã đặt nền móng cũng như là xây dựng cho cái hành trình AES vào thời gian qua nha. Ok, vậy là bản tin cập nhật ngày hôm nay của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Mình rất cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và hy vọng rằng là những thông tin này sẽ mang đến những cái nhìn tổng quan và tích cực nhất đến cho anh em. Ok, xin chào tạm biệt anh em. Bye bye.